Tối 24 tháng 3, thông tin doanh nhân Nguyễn Phương Hằng bị bắt thu hút sự quan tâm của dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều diễn đàn cũng như cá nhân chia sẻ thông tin bày tỏ quan tâm đến sự việc này. Đáng chú ý, vào tối cùng ngày, ca sĩ Chi Dân cũng đăng tải dòng trạng thái: "Ngày ấy đã đến rồi quý vị ạ." Bên dưới bài viết của giọng ca làm vợ anh nhé, nhiều người đã để lại bình luận nhắc đến CEO Phương Hằng và cho rằng anh ẩn ý liên quan đến nữ doanh nhân. Ca khịa à, khịa ai chứ khịa cô Phương Hằng thì bạn xa rồi. Thôi đừng nói nữa anh ơi, cô Phương Hằng lại hot. Thậm chí có không ít người thẳng tay bỏ theo dõi fanpage và trang cá nhân của Chi Dân vì cho rằng anh có động thái liên quan đến nữ CEO. Trước phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng, Chi Dân lập tức lên tiếng: "Ngày mà tôi muốn nói đến là ngày tôi bể bóng và làm trò hề cho mọi người vui, chứ tôi không nói đích thị đến ai nha mấy bạn. Đừng lôi tên chị Hằng ra đây, vì chị ấy có làm gì tôi đâu. Tôi cũng quý mến vì chị ấy giúp ích cho đời nhiều mà. Mọi người nghĩ sao vậy?" Không những vậy, nam ca sĩ còn cho biết bản thân từng mong muốn được kết bạn cùng nữ CEO Nguyễn Phương Hằng vì những hoạt động từ thiện của bà. Nam ca sĩ cũng để lại hình ảnh đoạn tin nhắn mà anh gửi cho CEO Đại Nam với nội dung: "Cô ơi, cho con kết bạn với cô nha. Con vừa đọc được một bài báo cô bay sang Singapore để cứu trẻ em. Con rất cảm kích và quý mến cô." Tiếp đó, Chi Dân chia sẻ video mới nhất anh quay cùng nữ diễn viên Trương Quỳnh Anh. Trong video, bà mẹ một con chạm tay vào cốc nước nóng và nói những câu thả thính Chi Dân: "Em bị phỏng lại anh, dịch ngược lại là phải lòng anh." Tuy nhiên, giọng ca 8X ngồi cạnh liền mở khẩu trang để lộ gương mặt trang điểm cùng giọng nói chanh chua và thái độ không thích đối phương. Không thích phỏng lại, thích phỏng miệng được không? Thực chất đây chỉ là video hài hước theo trend của cặp đôi. Thời gian gần đây, Chi Dân và Trương Quỳnh Anh vướng tin đồn phim giả tình thật sau khi hợp tác chung dự án Lớp học đại ca. Nam ca sĩ cũng vừa trình làng MV Em đâu biết được với sự tham gia diễn xuất của Trương Quỳnh Anh. MV là câu chuyện tình đơn phương của chàng sinh viên dành cho cô bạn cùng trường. Anh luôn theo dõi mọi nhất cử nhất động của người con gái anh yêu, nhưng giữ riêng cảm xúc để nhìn người ấy hạnh phúc. Trong MV, nam ca sĩ sinh năm 1989 và tình tin đồn có nhiều khoảnh khắc tình cảm. Mời được Trương Quỳnh Anh tham gia sản phẩm lần này là may mắn của Chi Dân, vì nhân vật nữ gần như Donnie đóng giày cho cô ấy. Mọi người sẽ thấy một Trương Quỳnh Anh nhí nhảnh, dễ thương, đáng yêu vô cùng. Còn về chuyện cát xê thì khó nói lắm, bật mí xíu cũng khủng lắm, bữa giờ là trả 2 tô hủ tiếu gõ rồi đó. Nam ca sĩ cho biết, từ đó càng làm dấy lên tin đồn hẹn hò của cặp đôi. Trước những đồn đoán tình cảm, Chi Dân đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái: "Ủa qua giờ có gì vui hả cả nhà?" Trong khi đó, Trương Quỳnh Anh cũng khoe hình ảnh xinh đẹp cùng dòng chia sẻ: "Đừng vội tìm người yêu, hãy tìm con người mình trước, yêu lấy nó trước, quý trọng nó. Đừng để khi người đó xuất hiện lại gặp đúng lúc mình tệ hại nhất, thật chẳng đáng chút nào." Được biết, sau khi chia tay Tim, Trương Quỳnh Anh vẫn chọn cuộc sống là mẹ đơn thân cho đến hiện tại. Riêng Chi Dân, sau thông tin tan vỡ với tình tin đồn Ninh Dương Lan Ngọc, anh vẫn chưa có dấu hiệu quen bạn gái mới. Thế nên khi có thông tin cặp đôi mới bên nhau, nhiều người vô cùng thích thú và ủng hộ.